Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 23. Xin mời mở bản kinh ra Hôm qua Giảng đến đoạn Đức Thế Tôn Nói với Bồ Tát Định Tự Tại Vương Về đoạn công án của cô Quang Mục Đã nói xong rồi tiếp theo đó phật muốn nói với chúng ta về lợi ích của việc nghe danh hiệu cúng dường kể lại trong nhiều kiếp lâu xa về trước bồ tát địa tạng từ mẫn như vậy nhiều kiếp phát nguyện đến giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn vị lai thế trung nhược hữu nam tử nữ nhân kẻ nam người nữ phía trước không có thêm chữ thiện là chỉ người bình thường bất hành thiện giả hành ác giả những người nam người nữ này không làm lành mà làm ác nải chí bất tín nhân quả giả tà dâm vọng ngữ giả lưỡng thiệt ác khẩu giả hủy bán đại thừa giả như thị chư nghiệp chúng sanh tất đọa ác thú đây là lời dạy khẳng định trong các nghiệp ác bốn loại này là tội nghiệp cực nặng không tin nhân quả họ mặc sức làm càng làm bậy họ không tin có báo ứng nghĩa là họ làm mưa làm gió ở trong thế gian này không chịu tha thứ cho người khác họ không biết được quả báo sau này là không thể nghĩ bạn tà dâm nói dối nói lưỡi hai chiều nói lời thô ác về tội tà dâm phật nói ở trong kinh rất nhiều ở trong pháp thế gian cũng có nói dâm là đứng đầu trong dạng điều ác tất cả mọi tội nghiệp hầu như đều sanh ra từ chỗ này chúng ta thử xem tại sao ngày nay xã hội này lại bị loạn động lớn đến như vậy phật nói bốn loại nguyên nhân này chúng ta xem qua liệt sáng tỏ ngay ngày nay người đời có mấy người tin nhân duyên quả báo chứ có mấy người biết tà dâm nói dối nói lưỡi hai chiều nói lời thô ác là nguồn gốc của tất cả động loạn tai nạn trong xã hội ai biết được chứ đặc biệt là phật pháp đại thừa đối với phật pháp đại thừa đừng nói chi đại thừa tiểu thừa thôi mà phật pháp thông thường họ cũng nhận thức không rõ ràng nói nó là mê tín chính là phỉ bán rồi thêm vào hai chữ mê tín này là khiến cho biết bao nhiêu chúng sanh bị cắt đứt cơ duyên nghe pháp. Huống hồ những chuyện quá đáng hơn nữa. Người tạo tác những tội nghiệp này rất nhiều. Quả báo chưa hiện tiền nhưng hoa báo đã hiện tiền trước rồi. Hòa báo chính là xã hội chúng ta ngày nay Bị loạn động Tai nạn dồn dập Thiên tai nhân họa Khổ không kể xiết Tạo tội cực nặng như vậy Phật ở chỗ này nói Nhất định là đọa ác thú Chữ ác thú này là địa ngục Khổ cùng cực là địa ngục A Tỳ vô gián. Phía dưới nói rõ rồi. Nhược ngộ thiện tri thức. Chữ thiện tri chứng tỏ không phải chữ tri trong tình cảm mà là chữ tri trong lý trí thật sự có trí huệ đối với đạo lý của tất cả dạng sự dạng pháp trong vũ trụ họ thật sự thông đạt rồi đối với hiện tượng tác dụng họ nhận thức rất rõ ràng đây gọi là thiện tri thức gặp thiện tri thức khai thông cho bạn rồi sau khi bạn nghe xong hiểu rõ rồi giác ngộ rồi khuyến lệnh nhất đàn chỉ gian nhất đàn chỉ là miêu tả thời gian rất ngắn quy y địa tạng bồ tát hai chữ quy y này cực kỳ quan trọng không phải là quy y trên hình thức làm nghi thức quy y không có tác dụng gì có hình thức mà không có thành ý thì đâu có tác dụng gì chứ tại vì sao có hình thức mà không có thành ý không thể phát tâm nổi vậy do chưa có thấu triệt về xử lý lỗi này đương nhiên là vấn đề của thiện tri thức tri thức vẫn không được phải thiện tri thức mới được có thể đem đạo lý quy y sự tướng của quy y công đức lợi ích chân thật của quy y mỗi mỗi đều giảng cho rõ ràng giảng minh bạch quy là quay về y là nương tựa nương tựa ai vậy nương tựa bồ tát địa tạng địa là gì là tánh địa tâm tánh tạng là gì vậy là trí huệ công đức đức tướng vô tận ở trong tự tánh đây là địa tạng nếu như bạn nhìn thấy tượng hình ảnh bồ tát địa tạng bạn cho rằng bạn quy y những cái đó đó là trong cửa phật thường nói bồ tát bằng đất qua sông còn khó bảo vệ được mình nó là hình ảnh khiến cho bạn nhìn thấy hình ảnh này có thể gợi nhớ ra biết là kho báu của tâm địa chúng ta phải nương tựa cái này nương tựa tánh đức là bạn đã quy y chân thật rồi Kho báo tâm địa Ở trong tâm địa Có đầy đủ công đức viên mãn Mà chúng ta không biết Ở đâu vậy Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này Chính là Đức Thế Tôn mở rõ Kho báo Tự tánh cho chúng ta Chúng ta thật sự có nơi nương tựa rồi Chính là dựa theo lý luận Phương pháp cảnh giới của kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện mà tu học đây gọi là quy y trước đây ở trong quan niệm trong ngôn ngữ trong hành vi của chúng ta có những chỗ trái lại với những gì trong bổn kinh nói thì hãy mau mau quay trở lại Dựa theo lời giáo huấn, ở trên kinh điển, đem nó điều chỉnh trở lại chính là y. Từ sai lầm mà quay đầu thì là quy. Dựa theo kinh điển, đem từng việc từng việc điều chỉnh trở lại đây gọi là y. Quy y chính là tu hành chân chánh. Có thể làm được như vậy. Phật nói thị chư chúng sanh tức đắc giải thoát tam ác đạo báo vì sao vậy những chúng sanh này trước đây đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp tại vì sao hiện nay họ có thể lìa khỏi khổ báo tam ác đạo gì nói như vậy có trái ngược lại với nhân quả hay không tạo ác tại vì sao không bị ác báo nhất định không trái lại với nhân quả tại vì sao họ không bị ác báo vậy vì ngày nay duyên ác của họ đoạn hết rồi các vị nên biết nhân muốn kết thành quả trong đó phải có duyên không có duyên tuy có nhân đó nhưng quả báo không thể hiện tiền thí dụ nói hạt dưa hạt dưa là hạt giống tương lai có thể kết thành quả dưa nhưng nó cần có duyên nó cần thổ nhưỡng cần phân bón cần ánh sáng cần có nước nó phải có đủ điều kiện thì hạt giống này mới có thể nảy mầm trưởng thành tương lai ra hoa kết quả nếu như đem duyên của hạt giống này đều đoạn sạch hết rồi để nó vào trong ly trà để một trăm năm nó cũng không thể kết quả được đây chính là nói trước đây bạn tạo tác những tội nghiệp này tội nghiệp địa ngục a tỳ nhất định phải vào địa ngục a tỳ để thọ báo phật bồ tát ngày nay dạy bạn đoạn hết duyên ác tuy bạn có nghiệp nhân nhưng hiện nay có thể không thọ quả báo Nói vậy là rất có đạo lý Là đem duyên đoạn hết rồi Từ nay vì sau tin sâu nhân quả Không dâm dục Không nói dối Không nói hai chiều Không nói lời thô ác Tán tháng đại thừa Thì duyên lập tức liền ngược trở lại rồi cái tội đó trước đây có còn hay không? Còn Hạt giống ở trong A-la-gia-thức là giống như nói Đem nó để vào trong ly trà rồi hạt giống sẽ không bị mất đi các chị nên biết hạt giống thiện ác vĩnh viễn không bị tiêu diệt gặp được duyên nó liền khởi hiện hành không gặp được duyên thì vĩnh viễn cất chứa trong a lại gia thức a lại gia thức là cái kho chứa thu giữ cất chứa ở trong đó vĩnh viễn không thể tiêu diệt tương lai thành phật rồi làm thế nào thành phật rồi liền có lợi ích ngay bạn có hạt giống địa ngục a tỳ thì tương lai bạn có thể vào địa ngục a tỳ để độ chúng sanh trong a là gia thức bạn không có hạt giống địa ngục a tỳ thì địa ngục không có phần bạn không thể nhìn thấy cho nên trước đây đã tạo tất cả nghiệp nhân thiện ác thành phật rồi thì tất cả đều khởi tác dụng phổ độ tất cả chúng sanh thiện ác trong chính pháp giới bởi vì lúc đó biết rõ Không mê hoặc nữa rồi Đọa địa ngục là để làm gì? Độ chúng sanh Ở trong địa ngục nói lời thành thật Không có thọ khổ Là thị hiện Cho nên nếu bạn không có duyên ngạ quỷ Thì sao bạn có thể độ ngạ quỷ được chứ? Bạn không có duyên xúc sanh Thì bạn không thể độ xúc sanh được rồi Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát hiện thân Ở ba đường ác Là do trong nhân địa Trước đây họ tạo nghiệp của ba đường ác rồi hiện nay nghiệp của ba đường ác có thể đem ra dùng rồi các ngài là dùng chứ không phải là Thọ báo mà là đi độ chúng sanh cho nên chúng ta cũng không nên hối hận đối với việc đã tạo tất cả tội nghiệp trước đây biết là sau khi thành Phật nó sẽ có tác dụng lớn Nếu không thành Phật thế thì vô cùng khủng khiếp Nếu như bạn cộng thêm hiện tại tạo thêm ác duyên nữa thì bạn nhất định đến ba đường ác Thọ khổ báo cho nên sau khi giác ngộ Sẽ có tác dụng của giác ngộ Giác ngộ chính là vào ba đường ác Để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Đây là điều chúng ta nhất định phải biết Xin xem tiếp đoạn này dưới đây Nhược năng chí tâm quy kính Quy là quy y Kính là tôn kính từ mấu chốt ở trong đoạn văn này là từ chí tâm chí tâm là tâm chân thành không có mảy may giả dối tâm chân thành y giáo phụng hành những gì phật dạy chúng ta Chúng ta phải nhớ cho thật kỹ Làm mỗi ngày Thọ trì, đọc tụng Vì người diễn thuyết Đây chính là chí tâm quy y Đây chính là phải y giáo phụng hành Thọ là gì? Đạo lý Phật nói ở trên kinh Chúng ta tiếp nhận Không có nghi ngờ Phật vì chúng ta phương pháp tu học Chúng ta tiếp nhận Hoàn toàn làm theo Cảnh giới nói ở trên kinh Chúng ta khế nhập Khế nhập Chính là chứng được Đây mới gọi là Chí tâm uy kính Bên dưới Nêu ra vài sự tướng Đây là nêu ra vài cái thí dụ Nói thật ra Phương diện tu học Ở trong đời sống thường ngày Rất rộng rất sâu Bên dưới đều ra Dài thí dụ Chim lễ tán tháng Đây là hoàn toàn Vì người diễn thuyết Cúng dường hình ảnh Phật Bồ Tát Mỗi ngày phải cúng dường lễ bái đúng như pháp. Xưng danh chính là khen ngợi. Đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện là khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Xưng danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng cũng là khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Giống như niệm Phật đường cư sĩ Lâm hiện nay của chúng ta, niệm Phật đường ở tầng 4. Mỗi ngày các bạn trước khi giảng kinh đều phải niệm Phật Niệm Phật chính là chiêm lễ tán tháng Cho ai xem vậy? Cho tất cả chúng sanh xem Trong tất cả chúng sanh Thì con người là số ít Người đến lầu bốn cơ sĩ Lâm nhìn thấy các bạn xanh tâm hoa nghỉ là đã gieo thiện căng như hạt giống Phật trong a la gia thức rồi. Vừa qua căng tai, vĩnh diễn trồng hạt giống đạo. Các bạn đã độ họ rồi. Thù thắng hơn nữa là thiên long quỷ thần. Bạn phải biết là ở trong đạo tràng này có rất nhiều thần hộ Pháp chư thiên quỷ thần đều ở nơi đó các bạn niệm phật giảng kinh mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy ở quanh bốn phía có vô số thiên lâm quỷ thần không chỉ là quanh bốn phía mà còn phía trên phía dưới nữa trên không dưới đất đều là thần hộ pháp nếu như tâm của bạn thật thanh tịnh Thì bạn có thể cảm nhận được Bạn sẽ cảm thấy họ tất cả đều có ở đó Hơn nữa số lượng không thể nghĩ bạn Tại vì sao những thần hộ Pháp này đến vậy Họ đã phát nguyện trong lúc tu nhân Chỉ cần là đạo tràng chánh Pháp Họ nhất định sẽ đến ủng hộ Nếu họ không ủng hộ là trái lại với lời thề xưa của họ rồi Họ làm sao không có lỗi với chư Phật như Lai Họ đã phát nguyện trước mặt Phật Chúng ta ngày nay hoàn toàn là Đăng Hoàng Dương Chánh Pháp Trong Chánh Pháp nhất định không có mảy may Ý niệm tự tư tự lợi ở trong đó Nếu như có sang tập một cái ý nghĩ như vậy Thì thần hộ Pháp có thể không đến Phật Bồ Tát không thể trách họ được Phật Bồ Tát nói Tại sao ngươi không hộ Pháp Vì người đó có tư lợi Họ có thể không đến Phật Bồ Tát không thể trách họ được rồi Nếu như người tu học Người giảng kinh trong đạo tràng này Đều không có tư lợi Mà thần hộ Pháp không đến Là họ có lỗi rồi Những lý sự này Chúng ta đều phải biết Cho nên chúng ta nhất định phải chân thành Chí tâm quy kính chiêm ngưỡng đảnh lễ phải lễ bái phải tán thán hương hoa y phục đây là nói lễ và cúng dường nhất định phải thắp hương hương tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa phần trước có nói qua rồi biểu thị cho tính cho giới định Biểu thị cho ngũ phần pháp thân hương Là biểu thị cái ý nghĩa này Hoa biểu thị cho nhân hạnh Cho nên nhất định phải cúng hoa Cúng hoa là nhắc nhở đại chúng trong đạo tràng Tu nhân Nhân thù thắng thì quả báo tương lai nhất định thù thắng Cho nên cúng hoa tươi tốt vào thời xưa không có hoa giả đều là cúng hoa tươi hoa tươi mỗi ngày phải thay đổi các chị nên biết hoa là pháp tượng trưng trước đây không có hoa tươi chị làm thế nào người xưa cũng có phương pháp họ làm bảo hoa dùng vàng bạc ngọc lưu ly làm thành hoa hoa đó không cần phải thay đổi thời xưa dùng những lễ vật cúng dường này dùng vàng bạc bảy báo làm thành hoa làm thành quả dùng cái này để cúng phật là báo vật biểu thị cho tấm lòng tôn kính của mình Nếu như chúng ta không có năng lực này Hiện nay công việc lại bận rộn Mỗi ngày đi mua hoa Cũng là rất phiền phức Phật rất hiểu thấu nhân tình Không đem lại phiền phức cho bạn Nếu như có hoa giả thật đẹp Cũng có thể cúng dường Hoàn toàn không phải bất kính đối với Phật Kính hay bất kính là ở trong tâm bạn Nếu như tâm bạn chí tâm quy kính Thì cúng cái gì Cũng là biểu thị tấm lòng tôn kính của bạn rồi Nếu như tâm bạn bất kính Thì dù bạn có cúng bảy báo Bảo hoa cũng không được Cũng là bất kính đây là hình tượng biểu thị cho tâm ý của mình Cũng hàm chứa tự hành hóa tha cho nên cúng hương, cúng hoa Y phục Cúng y Y là gì? Không phải là áo mà chúng ta may mặc hiện nay Không phải cái áo này Nếu bạn nghĩ là Phật Pháp là từ Ấn Độ xưa Ba ngàn năm trước truyền qua Ba ngàn năm trước họ mặc là y gì vậy? Cái gì gọi là y? Y chính là tấm vải nguyên khối ở singapore rất thuận tiện chúng ta ở trên đường thường hay nhìn thấy người ấn độ người ấn độ mặc y nguyên một tấm vải rất lớn khoác lên mình là cúng loại y đó chứ không phải loại áo có cổ áo có tay áo như chúng ta loại y này không đẹp nó là một tấm vải chúng ta ngày nay khoác chiếc cà sa chính là y Người có phước báo trong thế gian Cái y này của họ là tấm giải nguyên Năm xưa tăng đoàn Phật Pháp Là chế độ khất thực Ngày ăn một bữa ngọ Ra ngoài đi bát Nên dễ có được một bữa ăn Nhưng có một chiếc y thì vô cùng khó khăn không dễ gì có được Trước đây đều là làm bằng thủ công Rất tốn công sức Làm được một chiếc y là rất khó khăn Nói thật ra Có được một bát cơm cũng không dễ dàng Có khi một bát cơm phải xin đến mấy nhà Mới được một bát Chỗ này cho bạn một chút Chỗ kia cho bạn một chút Phải đi sáu bảy nhà Mới được một bát cơm Vào thời xưa Tài nguyên không có phong phú như hiện nay Đời sống Rất là khó khăn Cho nên cái y mà người xuất gia mặc Đi tìm ở đâu vậy Thấy y phục người ta Mặc cũ rồi Dứt bỏ không cần nữa Gọi là y phấn tảo Là vứt bỏ không cần nữa Rách rồi không dùng được nữa Người xuất gia nhặt nó về Nhìn xem trong miếng giải này vẫn còn một vài chỗ lành lặn Rồi may những miếng lành lặn này lại Sau đó đem nó chấp giá Mai lại thành một chiếc y Do đi nhặt được như vậy Nên chất liệu cũng không giống nhau Màu sắc cũng khác nhau Mặc vào thấy rất xấu Cho nên sau khi may lại Thì nhất định phải nhuộm màu Mặc y nhuộm Ý nghĩa là ở chỗ này Ngày nay chúng ta cúng dường y Là cúng dường cà sa Là cúng y này Y biểu thị điều gì vậy? Biểu thị cho nhẫn nhục Y dùng để che đậy cơ thể Che ngượng biểu thị nhẫn nhục Đây là y phục chủng chủng trân bảo đây là cúng dường phật bồ tát dùng trân bảo cúng dường hình dạng chủng loại của trân bảo rất nhiều đều là biểu thị cho lòng tôn kính của mình trân bảo cũng là pháp tượng trưng đây là thứ mà người thế gian yêu thích Xem trọng Có trân bảo Thì đời sống của họ được bảo đảm Trân bảo là biểu thị cho Pháp bảo Phật Pháp Tăng là Tam Bảo Cúng dường Trân Bảo là biểu thị cái ý này khiến cho người ta từ trân bảo này vừa nhìn thấy trân bảo liền liên tưởng đến tam bảo của báo thế gian chỉ có thể giải quyết nỗi khổ nghèo túng của chúng ta chứ không thể giúp chúng ta thoát khỏi nỗi khổ trong tam giới lục đạo điều này thì vô phương phật pháp tăng có thể giúp chúng ta thoát khỏi lục đạo thoát khỏi biển khổ luân hồi nên đó là của báo chân thật của báo thế gian nhất định không thể sánh bằng rồi ý nghĩa của cúng dường trân bảo là ở chỗ này hoặc phục ẩm thực ăn uống là nguồn chất liệu nuôi sống của tất cả mọi người ở trong thế gian không có ăn uống thì không thể sống được rồi người xuất gia cũng không ngoại lệ cũng phải ngày ăn một bữa cũng phải đi trì bát cúng dường đồ ăn thức uống ý nghĩa quan trọng ở trong đây là để cho chúng ta từ sự việc này nghĩ đến phải biết tứ sự cúng dường đối với người tu đạo để cho họ được an tâm mà tu đạo người tu đạo không có dục vọng gì họ có thể sống đời sống rất đơn giản họ có đạo tâm thật sự làm nên tấm gương tốt nhất cho người đời giúp người thế gian đoạn tham sân si mạng người thế gian do bốn loại phiền não này mà tạo vô lượng vô biên tội nghiệp chúng ta làm thế nào khuyên bảo họ phải hiện thân thuyết pháp bạn phải làm nên tấm gương tốt bạn chỉ nói chỉ khuyên họ mà bản thân bạn không chịu làm người ta nhìn thấy là giả anh thấy đó bản thân họ không chịu làm họ bảo chúng ta xả bỏ tiền của còn tiền của của họ ngày càng nhiều thế thì người ta làm sao có thể tin được không những không tin họ còn phỉ bán pháp họ còn muốn tạo tội nghiệp cho nên nhất định phải hiểu rõ nhất định phải nghiêm túc mà làm người tu đạo tiếp nhận sự cúng dường có bốn loại đồ ăn thức uống quần áo vật dụng để nằm nghỉ thuốc men là tứ sự cúng dường một người có thân thể ở thế gian đời sống hạ đến mức thấp nhất vẫn không thể thiếu bốn thứ này tứ sự cúng dường đầy đủ thì tâm có thể an rồi an tâm hành đạo một ngày an thì một ngày làm việc đạo không cần nghĩ đến ngày mai ngày mai vẫn chưa đến mà nếu như nghĩ đến ngày mai nghĩ đến năm tới đó là khởi vọng tưởng nếu như tâm của chúng ta thật sự ở nơi đạo Ngày mai thật sự có thiếu thốn Chúng ta tin tưởng một cách sâu sắc Chư Phật Bồ Tát sẽ đến cúng dường Con người sẽ không đến cúng dường Mà là chư Phật Bồ Tát đến cúng dường Bạn có tin hay không? Có sự thật ở trong đó Tôi tin rất nhiều đồng tu xem qua Niên phổ của Lão Hòa Thượng Hư Vân những chuyện ghi chép ở trong đó là thật chứ không phải là giả lão hòa thượng phát tâm đi triều bái ngũ đại sơn ba bước một lại đường rất xa lại ba năm mới đến nơi thời gian ba năm dài như vậy trải qua ba lần xuân hạ thu đông thì đâu có lý nào không sanh bệnh dọc đường xanh bệnh ở nơi núi hoang nơi không có dấu chân người ngài đi những đường này rất ít người đi những đường này ngài bị bệnh thì làm thế nào ai đến cứu ngài gì ai đến giúp ngài là văn thù bồ tát đến bạn xem lúc ngài triều bái ngũ đại sơn bồ tát văn thù rất nhiều lần giúp đỡ ngài chăm sóc Ngài Thời gian dài nhất là gần khoảng một tuần Bảy ngày Bởi vì sức khỏe Ngài không tốt Nên nấu canh gừng Cháo loãng Tìm thuốc thang cho Ngài Bồ Tát Văn Thù hóa thân thành người ăn mày Đến mấy lần gặp tai nạn Đều gặp người này Rất kỳ lạ Lão Hòa Thượng rất cảm kích liền hỏi người đó Người đó liền trả lời Với Lão Hòa Thượng Nói tên là Văn Cát Người đó họ Văn Tên là Cát Trong chữ Cát Tường Người đó bảo là nhà tôi ở dưới núi Ngũ Đại Sơn Khi ông đến Ngũ Đại Sơn hỏi Người nơi đó đều biết tôi mà Đây là Phật Bồ Tát đến cúng dường sau khi Lão Hòa Thượng đến Ngũ Đại Sơn Lễ bái Bồ Tát Văn Thù xong Liền đi hỏi thăm về Văn Cát Cuối cùng người ta nói cho Hòa Thượng biết Đó là Bồ Tát Văn Thù hóa thân Ngài mới bỗng nhiên tỉnh ngộ Bạn thật sự có đạo tâm Chí tâm quy kính Thì Phật Bồ Tát đâu có lý nào không quan tâm chứ Tâm bạn không ở nơi đạo Thì đương nhiên Phật Bồ Tát Sẽ không chăm lo cho bạn rồi thần hộ pháp sẽ không chăm lo cho bạn thật sự có đạo tâm thì phật bồ tát thần hộ pháp thường xuyên ở hai bên chăm sóc cho bạn không lìa khỏi bạn đến khi bạn thật sự gặp nguy cấp không có ai giúp đỡ các ngài sẽ đến sẽ hóa thân đến ngay Tại vì sao không có những người này đến giúp đỡ chị Do người không có phước báo lớn như vậy Cúng dường người tu hành Chăm lo cho người tu hành Thì phước đức là vô lượng vô biên Phải có phước báo lớn Mới có thể gặp được cơ hội này Mới có thể gieo được ruộng phước này Không có phước báo này Nhìn thấy bỏ mất dịp may Nếu như chúng ta không có chút thâm nhập Đối với kinh giáo thì chúng ta đâu có hiểu được đạo lý này chứ đây là nêu ra vài thí dụ trong mỗi thí dụ đều có nghĩa thú của pháp biểu trưng rất sâu rộng sau đó chúng ta mới biết làm như thế nào như thị phụng sự giả vị lai bách thiên vạn ức kiếp trung thường tại chư thiên thọ thắng diệu lạc. Chúng ta có thể tu học được như vậy, biểu diễn được như vậy. Ở trong đời sống thường ngày cho người khác xem. Đó là cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát rồi quay trở lại cúng dường tất cả chúng sanh. Có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, có thể khiến cho tất cả chúng sanh quay đầu giác ngộ. Cho nên họ được phước báo lớn như vậy. Việc này không chỉ là phước đức Xin thưa với các vị, vậy đã là công đức rồi. Từ phước đức biến thành công đức. Họ niệm niệm là lợi ích chúng sanh, không phải lợi ích cho chính mình. Niệm niệm vì chúng sanh, vậy thì liền biến thành công đức rồi. Quả báo của họ thường tại chư thiên, thọ thắng diệu lạc. Đây là nói thiên phước Nhược thiên phước Tận hạ sanh nhân gian Do bách thiên kiếp thường vi đế vương Hưởng phước báo nhân gian Phước trời hết rồi Họ vẫn còn dư phước Đến nhân gian Để làm vua chúa Đây là nói Người có phước báo Lớn nhất trong nhân gian Câu phía sau này quan trọng Năng ức túc mạng Nhân quả bổ mạc Câu nói này vô cùng vô cùng quan trọng Nếu như không có câu nói này Một khi hưởng phước liền mê muội ngay Khi mê muội rồi Lại có phước báo Thì không có người nào không tạo nghiệp Khi bạn tạo tác tội nghiệp Thì hậu quả không thể tưởng tượng được họ có thể biết được đời trước của mình biết quả báo từ đâu mà có biết trước đây là tu nhân thiện như thế nào cho nên họ hưởng phước mà vẫn tiếp tục tu phước nên phước báo của họ hưởng không hết truy tìm nguồn gốc của nó chính là công đức chí tâm Quy kính Bồ Tát Địa Tạng Nói Bồ Tát Địa Tạng nhất định phải hiểu Đó là đức năng vốn sẵn có trong tâm địa Như vậy bạn mới là chân thật quy y Bồ Tát Địa Tạng Tất cả chư Phật như Lai Đều là trí tâm quy kính Bồ Tát Địa Tạng mới tu hành thành công Mới chứng vô thượng bồ đề Nếu như không nương theo pháp môn địa tạng Thì nhất định không thể thành Phật được Không những không thể thành Phật được Nói lời thành thật Ngay cả A-la-hán cũng không thể thành nổi Đây là thật không phải là giả Tất cả Pháp Thế gian và Xuất Thế gian Thấy đều phải đương theo Pháp môn tâm địa mà thiết lập có thể thuận theo tánh đức thành tựu tất cả thiện quả. Nếu trái lại tánh đức thì biến thành lục đạo tam độ, biến thành cảnh giới ác. Cho nên cảnh giới thiện ác toàn là do tự tánh biến hiện ra. Chỉ là xem niệm này của chúng ta là thuận theo tánh đức hay là nghịch với tánh đức. Mà cảnh giới hiện tiền Quả báo không như nhau Họ có thể vẫn nhớ được Túc mạng nhân quả từ đầu đến cuối Đây là uy thần của Bồ Tát Gia Trị Là cảm ứng đạo giao Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng Cảm thì nhất định phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh Mới có thể cảm được vì sao người bình thường không có cảm ứng với phật bồ tát gì do tâm không thành tâm không thanh tịnh thì làm gì có cảm ứng chứ nếu như tâm có suy nghĩ bất chánh giống như phía trước nó là tạo mười nghiệp ác thì thứ bạn cảm được đều là những ác quỷ ác thần đều là do tạo ác người tạo ác cảm ứng với người tạo ác Người tu thiện cảm ứng với người tu thiện Đây là đạo lý nhất định rồi Trong kinh dịch khổng lão phu tử cũng nói Vật dĩ loại tụ Nhân dĩ quần phân Người thiện lúc nào cũng thích Ở cùng với người thiện Người ác nhất định là Ở chung với người ác Nếu như tâm chúng ta thiện Thì sẽ ở chung với Thiện thần Phật Bồ Tát Nếu như trong tâm ác Thì sẽ ở cùng với ác quỷ ác thần đây là nguyên lý cảm ứng đạo giao Xem tiếp kinh văn dưới đây Định tự tại vương Đây là Thế Tôn gọi tên của vị Bồ Tát lúc đó Như thị địa tạng Bồ Tát Hữu như thử bất khả tư nghị đại uy thần lực Quán lợi chúng sanh Nhữ đẳng chư Bồ Tát Đương ký thị kinh Quảng Tuyên Lưu Bố Phật ở chỗ này Đây là cơ hội giáo dục Hôm nay các bậc Bồ Tát Tham dự Pháp hội quá nhiều Thích Ca Mâu Ni Phật Muốn đem sứ mệnh Giáo hóa chúng sanh Sau khi Bản thân Ngài Viên Tịch Đã giáo phó cho Bồ Tát Địa Tạng đồng thời cũng yêu cầu những vị đại bồ tát này cùng nhau trợ giúp mời bồ tát địa tạng dẫn đầu tất cả chư bồ tát phải đến trợ giúp bồ tát địa tạng cho nên làm cho ngài hiểu rõ sự việc này việc làm này là lợi ích chúng sanh rộng lớn tất cả chư phật bồ tát đều là có nguyện vọng này cho nên bất kỳ người nào dẫn đầu làm đều được họ dẫn đầu chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ hết lòng hết sức ủng hộ thì công đức hoàn toàn là bình đẳng Chỉ là do duyên của mỗi người khác nhau Ngoài duyên ra nhất định là bình đẳng Nếu như tham cứu, hiểu thấu triệt lý này rồi Thì bạn mới có thể vui vẻ tu tùy hỷ công đức Hơn nữa xin thưa giới các vị Tùy hỷ công đức là viên mãn Họ làm việc này làm mấy mươi năm, mấy mươi năm công đức. Chúng ta đến đó xem, liền sanh tâm, vui vẻ, tùy hỷ, thì công đức hơn một trăm năm của người đó, ta cũng thấy đều đạt được. Vì sao vậy? Ở trong chân tâm không có giới hạn. Nó là bình đẳng, nên được một cái thì được tất cả Người bình thường vì sao không đạt được vậy Trong tâm họ có giới hạn rồi Họ nghĩ người đó làm chứ không phải ta làm Ta không có làm Thôi rồi, cái được này của bạn liền có giới hạn ngay Do tự mình vạch ra giới hạn Thế thì có cách gì bây giờ Tự mình giới hạn chính mình Vậy liền hỏng ngay Phần trước nói tâm chí thành Một niệm chí thành Thì trong tâm này không có giới hạn Là tâm thanh tịnh Là tâm bình đẳng Dùng tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tùy hỷ Thì công đức bạn đạt được là viên mãn Chúng ta ngày nay Nếu đúng thật sự là Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để tùy hỷ Thì công đức mà Bồ Tát Địa Tạng tu từ vô lượng kiếp Chúng ta đều đạt được viên mãn Chúng ta làm sao mà không cảm kích cho được chứ bản thân ngài đời đời kiếp kiếp tu hành vô lượng kiếp tu hành chúng ta chẳng mất chút công phu nào mà được cả rồi nếu bạn hỏi tại vì sao bạn có thể đạt được bởi vì tâm của chúng ta cùng với tâm bồ tát địa tạng là cùng một tâm cùng một tánh không phải hai cái mười phương ba đời chư phật cùng chung một pháp thân pháp thân chính là tự tánh tự tánh vốn đầy đủ không chỉ là công đức bồ tát địa tạng tu được mà công đức của tất cả chư phật bồ tát mười phương ba đời tu được cũng chính là mình tu được vấn đề là bạn có dám đảm đương hay không bạn có dám tiếp nhận hay không Thật sự thông đạt hiểu rõ đạo lý này thì tất cả chư Phật là tự tánh chư Phật, tất cả Bồ Tát là tự tánh Bồ Tát, tất cả Phật độ là tự tánh Tịnh độ. Trên kinh chẳng phải đã nói với bạn rất rõ ràng minh bạch sao? Duy tâm Tịnh độ tự tánh Di Đà. Di Đà là tự tánh, có vị Phật Như Lai nào không phải là do tự tánh biến hiện chứ Có gì Bồ Tát nào không phải là do tự tánh hiện chứ Tự tánh hiện, tự tánh tu, tự tánh thành tựu Thấy đều quay về tự tánh Nếu bạn đã thấy rõ được tự tánh Thì thấy đều đạt được rồi Nguyên lý là như vậy nếu chúng ta thật sự hiểu rõ ràng rồi thật sự sáng tỏ rồi thì tính tâm của chúng ta mới thiết lập chân tâm cái tâm thuần thiện cái tâm không có một mảy may ác niệm sẽ hiện tiền người bình thường tu học trên kinh nói tự tính bất định đó là gì không hiểu rõ chân tướng sự thật nên tâm tự tin của họ không có cách gì thiết lập được cho nên phật ở trên kinh nhiều lần nói phải gặp thiện tri thức thiện tri thức khai thông đem sự việc này nói rõ ràng nói minh bạch thì tâm tự tin của bạn liền thiết lập được ngay đức tin là cội nguồn của đạo là mẹ của các công đức đây là việc khó nhất cho nên phật phải dặn dò những vị đại bồ tát này làm thiện tri thức cho tất cả chúng sanh nhớ đẳng chư bồ tát định tự tại vương bồ tát tham dự pháp hội đều là bồ tát đẳng giác đương ký thị kinh quảng tuyên lưu bố các ông cần phải nhớ kỹ bộ kinh này và phải tuyên truyền lưu thông ban bố rộng rãi cho tất cả chúng sanh chữ bố này là ban bố ban cơ duyên này cho tất cả chúng sanh Thế tùng Dặn dò ở cung trời đau lợi Chúng ta tin tưởng sâu sắc Vô lượng vô biên Những vị Bồ Tát Tham dự Pháp hội Nhất định là y giáo phụng hành Các ngài không phải là người thông thường đều là Đại Bồ Tát Là Maha Tát trong Pháp Thân Đại Sĩ Chứ đâu phải là người phàm Đâu có vị nào không hoàng dương Tuyên giảng Kinh Địa Tạng Công đức của kinh địa tạng này Có thể khiến cho tất cả chúng sanh Tạo tác tội nghiệp cực nặng Quay đầu là bờ Không đọa tam độ Được hưởng phước báo nhân thiên dài lâu Đây là lợi ích công đức của nó Là nghiêng về phương diện này Kinh vãng sanh là để độ chúng sanh đã chín mùi còn kinh này là độ chúng sanh chưa chín mùi Vẫn chưa nghĩ đến phải thoát khỏi tam giới Vẫn chưa nghĩ đến phải đi làm Phật, làm Bồ Tát Niệm niệm chỉ nghĩ đến phước báo nhân thiên Loại này là chiếm tuyệt đại đa số Nếu bạn không tin, hãy ra đường điều tra thử xem bạn hỏi xem nguyện vọng của họ là gì Người nào cũng là muốn phước báo nhân thiên Cho nên ở trong kinh địa tạng là nói đặc biệt nhiều về phước báo nhân thiên Chúng ta biết dụng ý của Ngài là ở chỗ nào Xem tiếp đoạn này dưới đây Bồ Tát quả nhiên khi đó nhận lấy trách nhiệm Định tự tại vương Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Nguyện bất hữu lự Xin Ngài hãy yên tâm Xin Ngài đừng nên lo lắng Ngã đẳng thiên vạn ức Bồ Tát Ma Ha Tát Chúng Bồ Tát tham dự Pháp hội rất nhiều Dùng nghìn muôn ức để miêu tả Bồ Tát là Bồ Tát quả dị Tam Hiền Ma Ha Tát là Bồ Tát quả dị Thập Thánh Tam Hiền Thập Thánh Tất năng Thừa Phật uy thần Quảng diễn thị kinh ư diêm phù đề lợi ích chúng sanh Chỗ này chúng ta đặc biệt phải chú ý đến cụm từ diêm phù đề Mười phương vô lượng vô biên thế giới Đặc biệt nghiêng về cõi diêm phù đề Bồ Tát định tự tại vương Đại biểu cho vô lượng đại chúng Bồ Tát tham dự Pháp hội Ở trước mặt Thế Tôn Tiếp nhận lời dặn dò của Thích Ca Mâu Ni Phật Tất năng thừa Phật uy thần Câu nói này rất quan trọng Chúng ta không được xem qua một cách hời hợt Đây là biểu thị cho sự khiêm tốn Bồ Tát giáo hóa chúng sanh nhất định được Phật lực gia trì Không phải mình có năng lực làm Mà là được Phật lực gia trì Nói thật ra Đây đều là Bồ Tát đẳng giác Họ đương nhiên Có thể giảng kinh, có thể thuyết pháp Có thể độ chúng sanh khổ nạn Cách làm như vậy Đều là làm cho chúng ta xem Dạy chúng ta biết khiêm tốn dạy chúng ta biết lễ kính gần gũi tánh đức chân thật Quán diễn thị kinh ư diêm phụ đề lợi ích chúng sanh nói thật ra phạm vi lợi ích của hoàng dương kinh điển là tận hư không khắp pháp giới sao có thể chỉ giới hạn ở cõi diêm phụ đề chứ Diêm phụ đề là chỉ địa cầu của chúng ta ngày nay Vì sao cái phạm vi này lại nhỏ như vậy? Nên biết Thích Ca Mâu Ni Phật lần này thể hiện tại cõi Diêm Phụ Đề. Nói Diêm Phụ Đề chính là nói tận hư không khắp Pháp giới cho nên việc quan tâm yêu thương giúp đỡ đối với những chúng sanh cõi diêm phù đề này là không có khác gì so với quan tâm yêu thương tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới khác là rất bình đẳng ý nghĩa là như vậy không phải là tâm thiên vị chỉ yêu thương cõi diêm phù đề này thôi thế thì sai rồi nói đến chỗ này cũng giống như lời đại sư thiện đạo đã nói là do gặp duyên khác nhau ngã nay dẫn số của chúng sanh cõi diêm phù đề rất tốt chuyên rất tốt cập được rồi dứt khoát không phải là phật bồ tát có tâm thiên vị nơi này duyên chính mùi duyên chính mùi thì đến độ trước giống như pháp duyên của chúng tôi cũng là như vậy tôi mấy mươi năm nay có thể nói từ khi mới vừa xuất gia đã yêu thích kinh hoa nghiêm hơn bộ kinh sách tôi thỉnh đầu tiên chính là kinh hoa nghiêm sớ sao là do một vị lão cư sĩ cúng dường cho tôi vào lúc đó thật không dễ dàng gì giá tiền bộ sách này rất cao pháp sư chí khai thỉnh vì một bộ từ phòng lưu thông kinh phật ở Hồng Kông 40 quyển sách đóng buộc chỉ Hiện nay in nó thành sách Mà mọi người các bạn đều có Bản gốc là đóng buộc chỉ gồm 40 quyển Nó đã đến với tôi cũng hơn 30 năm rồi Bản gốc của sách này tôi đã tặng cho hội quỹ giáo dục Phật Đà Cho họ làm bản gốc Lần in này chữ rất rõ ràng in rất tốt chỉ tiếc là tôi không có ở đài loan họ đã in thành sách đóng bìa thừa nếu tôi ở đài loan nhất định sẽ in sách đóng bìa cứng thế nhưng như vậy cũng là tốt rồi có được bản đẹp như vậy ưa ừ, thích hoa nghiêm ưa ừ, thích đọc hoa nghiêm thích tương lai có duyên giảng kinh hoa nghiêm nhưng duyên rốt cuộc chưa chín mùi ở đài loan đã giảng một thời gian nhưng cứ bị gián đoạn là do thường hay tiếp nhận lời mời của nước ngoài khi xuất ngoại thì giảng kinh bị gián đoạn hơn nữa thường xuyên xuất ngoại cho nên kinh này cứ bị luôn gián đoạn, tôi ở Đài Bắc đã giảng 17 năm, chỉ giảng được một nửa. Không ngờ là ở nơi đây nhân duyên chính mùi, nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Nơi nào duyên chính mùi rồi thì chúng ta ở nơi đó phải thật sự làm. Cho nên phật pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh tâm của chúng tôi là thanh tịnh bình đẳng ở trên toàn thế giới bất kỳ nơi nào duyên chính mùi rồi chúng tôi cũng đều làm như vậy tuyệt đối là không phải do thích nơi nào đó hơn chúng tôi là bình đẳng từ bi bác ái yêu quý cái nơi này loại nhiệt tâm này cũng giống như đối xử với những nơi khác duyên chưa chín mùi vậy tuyệt đối không có nói là nơi này nhiều hơn nơi kia ít hơn Chứ định không có các vị đồng tu các bạn tu học tương lai cũng là như vậy nhất định phải xây dựng trên cái nền tảng thanh tịnh bình đẳng giác để mà diễn rộng đại kinh nói thật ra ngày nay cái thật sự có thể cứu thế gian này chỉ có kinh vô lượng thọ và kinh địa tạng còn duyên của kinh hoa nghiêm vô cùng vô cùng hiếm có rất khó có được chúng ta có thể học tập tương lai phật pháp sẽ hưng thịnh quốc gia hưng thịnh rồi thì phật pháp nhất định sẽ hưng thịnh phật pháp càng hưng thịnh chúng tôi tin cơ duyên sẽ rất nhiều đến lúc đó phải có người tuyên giảng ở nơi đây chúng tôi giảng hoa nghiêm một lần để cung cấp cho các vị làm tham khảo Để làm nền tảng Các vị tương lai có thể từ trên nền tảng này Phát huy rộng rãi thêm Lợi ích tất cả chúng sanh Thế Tùng Dặn dò những vị Đại Bồ Tát này Chúng ta phải có dũng khí Ngay đó nhận lấy chúng ta cũng phải vào pháp hội của họ cũng phải trở thành một phần tử ở trong pháp hội như là công đức vô lượng rồi dứt khoát không nên cho mình là người ngoài cuộc không có liên quan gì đến pháp hội thế thì chúng ta sai rồi vì thì công đức lợi ích thù thắng ở trong đây bạn không được một phần nào phải khẳng định mình Là một phần tử ở trong đại hội Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò những vị Đại Bồ Tát này Cũng chính là dặn dò ta Ta cũng là một trong các vị Bồ Tát Giống như lời trên Kinh Hoa Nghiêm nói Tuy phiền não chưa đoạn Nhưng ta là chúng sanh tâm lượng lớn Vì ta chính là người đương cơ của Hoa Nghiêm Trong hội địa tạng cũng vậy nếu như chúng ta là phàm phu tâm lượng lớn Thì chúng ta cũng có thể gần gũi với Bồ Tát Ma Ha Tát Cũng có thể Gia nhập đoàn thể của các ngài rồi Định tự tại Vương Bồ Tát Bạch Thế Tôn Dĩ Hiệp trưởng cung kính tác lễ nhi thoái định tự tại phương bồ tát thỉnh giáo với thức ca bồ ni phật đến chỗ này là viên mãn rồi nhạc cáo lui lui về chỗ ngồi của mình xin mời xem tiếp kinh văn dưới đây nhĩ thời tứ phương thiên vương câu tùng tòa khởi Hiệp trưởng cung kính Định tự tại vương Thỉnh giáo xong rồi Trở về chỗ ngồi Thì tiếp đó là tứ đại thiên vương lại đến Tứ đại thiên vương Họ là một đoàn thể nhỏ Từ chỗ ngồi của mình đứng dậy chắp tay cung kính thỉnh pháp với phật trước tiên là hết sức cung kính mà đối với phật người trung quốc thường gọi tứ phương thiên vương là tứ đại kim cang giống như đạo tràng cũ hoa sơn Vừa bước vào sơn môn liền có điện thiên vương Đây là công trình kiến trúc đầu tiên Trong đó là cúng dường Tứ đại thiên vương Ở giữa điện thiên vương Cúng dường một bức tượng Bồ Tát Di Lặc Tạo tượng Bồ Tát Di Lặc Hiện nay theo thói quen Người ta đều tạo theo Hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng Bố Đại Hòa Thượng Là người Triều Tống Là người khoảng năm đầu Triều Nam Tống Trong lịch sử Nam Tống Đã xuất hiện một vị Anh hùng dân tộc Chính là Nhạc Phi Hầu hết người Trung Quốc khi nhắc đến Nhạc Phi Mọi người đều biết Bố Đại Hòa Thượng là người cùng thời với Nhạc Phi Ngài xuất hiện ở Phụ Hóa tỉnh Triết Giang Người này rất lạ lùng Cũng chẳng có ai biết tên Ngài là gì Ngài từ đâu đến Cũng không ai biết Ngài chỉ đi du hóa ở cái dùng phụng hóa này dáng người rất mập mạp Mỗi ngày cầm một cái túi giải lớn Đi hóa duyên khắp nơi Bất luận người ta cho ngày cái gì Ngài đều bỏ vào trong túi giải Rồi dắt lên mà đi Cho nên mọi người liền gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng bố đại hòa thượng vì vậy mà trở nên nổi tiếng khi ngài viên tịch liền nói ra thân phận với mọi người là do chính ngài nói ngài là bồ tát di lặng tái lai sau khi nói xong ngài liền đi ngay không bệnh mà đi không phải nói xong mà vẫn không đi Hiện tại có rất nhiều người nói họ là Phật Bồ Tát gì đó tái lai Nói xong lại không đi Bố Đại Hòa Thượng nói xong liền đi ngay Vì sau chúng ta biết Ngài là Bồ Tát Di Lặc Hóa Thân Nên từ đó về sau người Trung Quốc tạo hình tượng Bồ Tát Di Lặc Đều tạo theo hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng Bố Đại Hòa Thượng lúc nào cũng tươi cười Thật sự là khiến cho chúng ta thường sanh tâm, quan hỷ, Khiến cho chúng ta ai cũng thấy vui vẻ Nên hình tượng đó của Ngài Là vì người diễn thuyết Ngài biểu diễn cho người ta xem Biểu hiện rõ ràng nhất Chính là thường sanh tâm quan hỷ Cho nên có người gọi Ngài là Phật quan hỷ Hình ảnh Ngài biểu thị là sanh tâm bình đẳng, hiện tướng, vui vẻ. Tâm bình đẳng nhìn tới đâu vậy? Bất luận người nào cúng dường đồ cho Ngài, không kể sang hèn thấy điều bình đẳng, đều cho vào trong túi giải. Túi giải lớn, bỏ đồ trong đó là biểu thị bình đẳng, không có phân biệt. Hiện tướng vui vẻ là hình ảnh của Ngài Khi gặp người thiện, vui vẻ Gặp người ác cũng vui vẻ Khi gặp việc tốt, vui vẻ Gặp việc xấu cũng là vui vẻ Là thể hiện thanh tịnh, bình đẳng cho chúng ta xem Ở trong truyện ký của ghi chép Một lần nọ Có người gặp Ngài ở trên đường Hỏi Ngài Tu hành phải làm như thế nào Ngài đem túi giải để xuống đất Hai tay mở rộng ra Chỉ biểu thị như vậy Chứ Ngài cũng không nói gì Người ta thấy cái hình ảnh này Liền hiểu Đây là gì? Buông xuống Hiểu là buông xuống Sau khi buông xuống rồi làm thế nào Ngài lại cầm túi giải lên Dắt lên vai rồi đi ngay Không nói một câu nào sau khi buông xuống rồi thì nhấc lên và đi thôi. cho nên buông xuống được thì nhấc lên được. buông xuống là gì? là buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. nhấc lên là gì? trên cầu Phật Pháp dưới hóa độ chúng sanh. Bồ Tát Di Lặc là dạy chúng ta điều này. bên cạnh Điện Thiên Vương cúng dường tứ đại thiên vương ở trong kinh điển tứ đại thiên vương đều có danh hiệu đông phương trì quốc thiên vương trì là bảo vệ trì quốc là bảo vệ đất nước chúng ta ngày nay gọi là yêu nước thương nhà yêu nước yêu quê hương đông phương thiên vương là đại biểu cho ý nghĩa này bảo vệ đất nước phải bắt đầu từ bảo vệ chính mình chúng ta ngày nay gọi là tự ái tự trọng tự ái tự trọng chính là bảo vệ chính mình Bảo vệ được mình Thì bạn mới có thể bảo vệ được nhà Bảo vệ được nhà Thì bạn mới có thể bảo vệ được xã hội Bảo vệ được xã hội Thì bạn mới có thể bảo vệ được quốc gia Bảo vệ được quốc gia Thì bạn mới có thể bảo vệ được thế giới hòa bình Ngài biểu thị cho cái ý nghĩa này Tinh thần của thị hiện Chính là chịu trách nhiệm làm tròn trách nhiệm ngài dạy chúng ta điều này nếu bạn không chịu trách nhiệm nếu không thể làm tròn bổn phận của mình vì cần phải làm trong chức trách của bạn bạn cũng không chịu đi làm thì bạn sẽ có thể bảo vệ đất nước được chứ Người nào cũng có thể làm hết trách nhiệm Bản thân ta là cương vị công tác nào Ta phải làm tốt công việc của mình Ta phải chịu trách nhiệm Ta phải nghiêm túc nỗ lực làm cho tốt Đây chính là bảo vệ đất nước Ngày cầm trên tay đạo cụ Chúng ta hiện nay gọi là đạo cụ Ngài cầm trên tay là cây đàn tỳ bà Là Pháp tượng trưng Tuyệt đối không phải là vị thiên dương này ưa ừ, thích ca hát Vậy thì bạn nghĩ sai rồi Đàn tỳ bà đại biểu cho trung đạo Nho gia Trung Quốc chúng ta gọi là trung dung Đàn tỳ bà là nhạc cụ bằng dây Nếu dây bị trùng Thì nó không kêu Dây căng thì nó bị đứt Như định phải chỉnh đến vừa đúng Thì âm sắc sẽ rất hay Đây chính là nói với chúng ta Bất luận là chúng ta Đối với người, với sự, với vật Nhất định Phải hành trung đạo Phải làm đến mức vừa đúng tốt Không được dư thừa Cũng không được thiếu hụt Đây gọi là hành trung đạo là giống như chơi đàn vậy chỉnh cái dây đàn này không được quá căng cũng không được trùng chỉnh đến mức vừa đủ tốt là biểu thị cái ý nghĩa này trong nhà nho gọi là đạo trung dung ở trong phật pháp gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa đế nam phương thiên vương gọi là tăng trưởng thiên vương danh hiệu là tăng trưởng Ý nghĩa của tăng trưởng là gì? Là tiến bộ Trí huệ của chúng ta phải tăng trưởng Đức hạnh của chúng ta phải tăng trưởng Đời sống của chúng ta cũng phải nâng cao mức sống mỗi ngày Hết thảy mọi thứ đều phải cầu tiến bộ bạn mới biết Phật pháp nói tinh tấn nghĩa là cầu tiến bộ chứ không có thoái lui. Có người đã từng nói với tôi Phật pháp chúng ta phải theo kịp thời đại. Nói vậy thì sai rồi. Mà phải là thời đại phải theo kịp Phật pháp. Phật pháp là lãnh đạo thời đại vậy mới là chính xác. Nhưng mà ngày nay thì sao? Ngày nay Phật Pháp rơi lại phía sau thời đại rồi Thì thành ra thể thống gì nữa chứ Nó giống như là dẫn đầu Hiện nay biến thành cái đuôi rồi Vậy thì quá sức điên đảo rồi Phật Pháp là lãnh đạo thời đại này Chỉ đạo con người Con người chúng ta nếu muốn đạt được hạnh phúc Gia đình đạt được mỹ mãn Sự nghiệp có thể thuận lợi thành công xã hội vui vẻ hòa thuận quốc gia giàu mạnh thế giới hòa bình thì phật pháp phải ở vị trí lãnh đạo rồi có thể dựa theo nguyên lý nguyên tắc mà phật pháp nói thì nhất định có thể đạt được mục tiêu này chúng ta đừng quên những năm đầu triều thanh khang hy ung chính càng long thì Trung Quốc là một cường quốc đứng đầu thế giới Những vị đế dương này Dùng cái gì Để hướng dẫn đại chúng về Dùng kinh vô lượng thọ Những vị đế dương triều thanh này Rất tuyệt vời Họ dùng kinh vô lượng thọ Để đoàn kết vua tôi trên dưới Trong cả nước thành một khối thống nhất nếu như cái phương pháp này của họ được kéo dài mãi xuống thì triều thanh không bị mất nước đương nhiên có rất nhiều nguyên nhân của mất nước nhưng việc hủy bỏ kinh điển này chúng tôi tin đây là một nhân tố rất lớn người nào hủy bỏ vậy từ hy thái hậu có lẽ từ hy thái hậu nghe những gì trong kinh vô lượng thọ nói đều là lỗi lầm của bà nghe xong thấy không vui nên hủy bỏ nó không đọc nữa điều này có ảnh hưởng không thể nói không có ảnh hưởng thời gian thịnh nhất của triều thanh là dùng phật pháp trị quốc trên dưới đều hòa thuận với nhau đây là điều chúng ta phải hiểu rõ phật pháp vĩnh viễn là đang cầu tiến bộ nho gia cũng là như vậy nho gia dạy học nói một ngày một mới càng ngày càng thêm mới càng ngày càng thêm mới nữa đây cũng là mỗi ngày đang cầu tiến bộ ở trong sáu ba la mật của phật pháp có tinh tấn ba la mật làm gì có rơi lại phía sau người ta chứ đâu có loại đạo lý này cho nên nam phương thiên vương là đại biểu cho tiến thủ hăng hái biểu thị cái ý nghĩa này trên tay ngài cầm là thanh kiếm kiếm đại biểu cho trí huệ tục ngữ của chúng ta nói đau bén chặt sắn bìm là lấy cái ý nghĩa này không phải ngài thích múa kiếm không phải vậy là biểu thị cho trí huệ chỉ có trí huệ cao độ mới có thể dẫn dắt tiến bộ chỉ có trí huệ cao độ mới có thể đem lại hạnh phúc mỹ mãn chân thật đây là nam phương thiên vương tây phương thiên vương gọi là quảng mục danh xưng của tiếng phạn cũng dịch là tạp ngữ tây phương thiên vương rất giỏi về ăn nói có thể nói đủ thứ ngôn ngữ khác nhau chúng ta ngày nay nói là thiên tài về ngôn ngữ quảng mục thiên vương phương bắc gọi là đa văn hai vị thiên vương này là đại biểu cho điều gì đại biểu cho phương pháp hai vị thiên vương phía trước là đại biểu cho mục tiêu mục tiêu của chúng ta là phải hộ trị quốc gia là phải có trí huệ cao độ hằng ngày cầu tiến bộ tây phương thiên vương dạy phương pháp làm thế nào có thể đạt được hai mục tiêu phía trước bạn phải xem nhiều Học tập nhiều Hiện nay chúng ta gọi là Tham quan Khảo sát Tham quan khảo sát Là Tây Phương Thiên Vương Tiên Phong Ngài dẫn đầu Ngài dạy chúng ta xem nhiều Bắc Phương Thiên Vương dạy chúng ta nghe nhiều Quan sát người khác nhiều Nghe người khác nhiều Từ trong đó rút ra bài học kinh nghiệm Bỏ cái dở của người Học cái hay của người Để kiến tạo quốc gia của mình Chẳng phải chúng ta đã trở thành đứng đầu hay sao? Hiện nay khoa học kỹ thuật Tôi nghe nói VCD ở Trung Quốc chúng ta Rất phổ biến ở nước ngoài vừa mới phát minh nên không phổ biến nhưng trung quốc thì phổ biến rồi đạo lý là gì chính là ý nghĩa của thiên vương chúng ta đi sau nhưng về trước chúng ta ngày nay học những thứ khoa học kỹ thuật này nhất định học những thứ tiến bộ nhất không nên học những thứ lỗi thời chúng ta ngày nay muốn sản xuất một chiếc máy bay nhất định phải làm tốt nhất đem những thứ sản phẩm của người khác về khuyết điểm của nó chúng ta lại đem ra cải tiến sản phẩm chúng ta làm còn tốt hơn họ Nhưng đừng không nên làm ra những chiếc máy bay nhỏ Như vừa mới phát minh của hơn 100 năm trước Bắt đầu làm từ đó Thế thì chẳng phải là kẻ ngốc sao Cho nên nhất định là phải từ trên nền tảng Đã thành tựu của người khác Sau đó sửa khuyết điểm của nó Cải tiến Sửa được khuyết điểm của họ Thì chúng ta sẽ càng tiến bộ hơn Còn tiến bộ hơn họ Vì này dạy bạn xem nhiều quán mục là xem nhiều trên tay thiên vương cầm là rồng hoặc là rắn rồng và rắn biểu thị ý nghĩa gì vậy biểu thị biến hóa ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ từng ngày rồng và rắn đều là loài giỏi biến hóa ý nghĩa là nói với bạn xã hội này vô cùng phức tạp biến hóa vô cùng bạn phải quan sát tỉ mỉ ở trong biến hóa, bạn có thể nắm vững được bất biến thì bạn liền thành tựu. Một tay cầm trái châu, trái châu là bất biến, rồng biết biến hóa, còn trái châu là bất biến. Ở trong vô lượng biến hóa, nắm vững được nguyên lý nguyên tắc bất biến. Đó là điều Tây phương Thiên Vương dạy chúng ta. Có thể có thiên tài ngôn ngữ Thông thạo các loại ngôn ngữ Thì có thể giao lưu văn hóa Khoa học kỹ thuật Với mỗi quốc gia Mỗi chủng tộc Vậy mới có thể làm được viên mãn Bắc phương thiên vương là nghe nhiều Quảng mục thiên vương dạy cho chúng ta Là hiện tiền Đi tham quan khắp nơi Quan sát Học tập Bắc Phương Thiên Vương là nghe nhiều Là theo chiều dọc Chúng ta thường nói Đọc vạn quyển sách Đi vạn dặm đường Đi vạn dặm đường là theo chiều ngang Đọc vạn quyển sách là theo chiều dọc chúng ta phải rút ra bài học lịch sử phải tiếp nhận kinh nghiệm trí huệ của người xưa dựa trên nền tảng này chúng ta sau đó phát huy rạng rỡ thêm đây là điều mà tứ đại thiên vương dạy chúng ta chúng ta không được xem các ngài là thần linh thông thường thế thì sai rồi tiếp nhận sự giáo huấn chỉ dạy của Tứ Đại Thiên Vương Trên tay Ngài cầm là lỏng Lỏng đại biểu cho ý nghĩa gì? Phòng ngừa ô nhiễm Vào thời xưa Ô nhiễm vẫn chưa có gì nghiêm trọng Không quá nghiêm trọng Nên lỏng của Ngài được xếp lại Hiện nay nếu ta đáp tượng Tứ Đại Thiên Vương Thì lỏng của Đa Văn Thiên Vương này Ta nhất định phải mở ra Hiện tại ô nhiễm quá nghiêm trọng rồi đó là phòng ngừa ô nhiễm phòng ngừa ở trong xã hội phức tạp như thế này họ biết được ô nhiễm nhất định là không thể tránh khỏi ô nhiễm về tư tưởng ô nhiễm về kiến giải tinh thần tâm lý sinh lý quá sức trầm trọng rồi mấy ngàn năm trước ở trên kinh phật đã đề xướng việc bảo vệ môi trường hiện tại nó là bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường chính là phòng ngừa ô nhiễm cái gì thử nghĩ xem nền giáo dục phật pháp cao siêu biết bao mấy ngàn năm trước phật pháp đã biết vận dụng nghệ thuật để biểu đạt giáo nghĩa rồi vô cùng đáng tiếc thời cận đại thì xem đó là tôn giáo xem những nghĩa thú của pháp biểu trưng này là thần linh chỉ biết thắp hương lễ bái cầu nguyện gian sinh chứ chẳng có tác dụng gì bạn cầu phật bồ tát phù hộ phật bồ tát có thật sự phù hộ bạn không làm gì có loại đạo lý này phật bồ tát phù hộ là chỉ dạy bạn bạn hiểu rõ rồi bạn tiếp nhận rồi như vậy mới thực sự được các ngài phù hộ các ngài phù hộ là dạy học chứ không phải gì khác chúng ta không được nghĩ sai về các ngài đây là tứ đại thiên vương ở chỗ này chỉ giới thiệu sơ lừa qua với các vị như vậy thôi chúng ta phải nhận biết được hiểu được họ chúng ta nghe thấy danh hiệu của họ nhìn thấy hình ảnh của họ mới thực sự được lợi ích cho nên chúng ta phải học một tiết học về điện thiên vương như vậy để chúng ta hiểu rõ những đạo lý này biết ở trong đời sống thường ngày mình cần phải làm như thế nào để cho chính mình được hạnh phúc gia đình được mỹ mãn sự nghiệp được thành công xã hội an định phồn dinh Quốc gia giàu mạnh Thiên hạ thái bình Tứ Thiên Vương là dạy chúng ta những đạo lý này Dạy chúng ta phương pháp rất hay Nhất định không phải mê tín. Mời xem Kinh Văn dưới đây Bạch Phật Ngôn Trước tiên các ngài kính chào sau khi kính chào liền báo cáo với phật thế tôn địa tạng bồ tát ư cửu viễn kiếp lai phát như thị đại nguyện vân hà chí kim do độ vị tuyệt cánh phát quản đại thể ngôn duy nguyện thế tôn vị ngã đẳng thuyết các ngài nêu ra vấn đề này vấn đề này tôi tin là nó cũng là vấn đề chung của tất cả chúng ta bồ tát địa tạng quả thật là không thể nghĩ bạc Cửu viễn kiếp Là không có cách gì tính đếm được Người nào cũng có thể tính ra được Chư Phật như Lai cùng nhau tính cũng không thể tính ra Vì sao vậy? Bởi vì nó là đức năng vốn có trong tự tánh Tự tánh vốn có thì vô thủy vô chung làm gì có thủy chung vô thủy vô chung mới chân thật là nghĩa của từ kiếp lâu xa đến nay phát nguyện lặp lại không gián đoạn đây là dạy chúng ta vì sao vậy phật ở trên kinh nói rất hay Tánh thức của chúng sanh cõi diêm phù đề Là vô định Là rất hay quên Hôm nay phát rồi Buổi sáng phát Đến tối liền quên mất Quên rất nhanh Thậm chí là phát nguyện ngay trước mặt Phật Bồ Tát Sau khi cuối lại ba lại Bước ra khỏi cửa đại điện đã quên mất rồi Đây chính là tánh thức vô định nhưng tham sân si mạng thì không quên được tại vì sao không quên được là phát mỗi ngày phát mỗi giờ cho nên họ không quên được gốc rễ rất chắc bồ tát địa tạng thị hiện cho chúng ta xem làm sao để đem tham sân si chuyển đổi thành ba đức điều này cũng cần phải tăng cường huân tập không ngừng phát nguyện chính là huân tập phát nguyện mỗi ngày sáng tối mỗi ngày đều phát nguyện để hình thành thói quen khởi tâm động niệm là nguyện lực mà không tạo tội nghiệp thêm nữa để đối trị căn bệnh này của chúng sanh khỏi diêm phù đề, thì đây là một toa thuốc vô cùng có hiệu quả. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này. Chúng ta phải học bồ tát địa tạng, hàng ngày phải phát nguyện. Mỗi ngày chúng ta phát cái nguyện đó, mỗi ngày phát, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Thế thì chẳng phải vừa ra khỏi đại điện liền quên mất sao tại vì sao trở thành tình trạng này vậy do phát ngoài miệng chứ không có cái tâm huân tập phiền não quá lâu rồi đúng là vô lượng kiếp đến nay chúng ta bị phiền não huân tập hiện tại nghe được phật pháp mặc dù đời quá khứ có túc căng nhưng không đủ duyên vẫn là duyên ác nhiều sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài thấy đều là duyên ác duyên ác gợi tham sân si mạng lên không có duyên thiện để khơi gợi tứ hoàng thể nguyện của bạn ra Cho nên ở trong đời sống cứ thuận theo phiền não Đã quên hết sạch sẽ câu Phiền não vô tận thể nguyện đoạn rồi Học kinh giáo thì lười biến Biến nhát không tinh tấn Cũng quên hết sạch sẽ câu Pháp môn vô lượng thể nguyện học rồi không học cách làm này của Bồ Tát Địa Tạng thì làm sao có thể thành tựu được. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới biết được tầm quan trọng của việc không ngừng phát nguyện và ý nghĩa chân thật của không ngừng phát nguyện. Tứ Thiên Vương đã có nghi ngờ Có thưa hỏi Thì Phật nhất định khai thị cho họ Mời xem Kinh Văn Phật cáo Tứ Thiên Vương Thiện tai thiện tai Phật tán tháng hai lần Phật thuyết pháp từng câu từng chữ đều hàm chứa ý nghĩa sâu xa chữ thiện tai thứ nhất là khen ngợi họ hỏi rất hay câu hỏi lợi lạc hữu tình chữ thiện tai thứ hai họ là thần hộ pháp bảo vệ đời bất luận là người đời có học phật hay không bất luận người đời là người thiện hay là ác là làm thiện hay tạo ác họ đều bảo vệ người ác tạo ác là do họ ngu muội không biết nếu như không được những vị thần hộ Pháp này bảo vệ Thì họ đọa là càng khổ hơn Ác báo mà họ thọ Không phải như tình trạng trước mắt này Hay nói cách khác Thần hộ Pháp đã giúp họ giảm bớt hình phạt rồi Người thế gian hoàn toàn không biết cũng không biết cảm ơn mà còn quay trở lại nói họ mê tín thế nhưng thần hộ pháp không chê trách vì sao vậy bạn ngu si bạn không hiểu chân tướng sự thật nếu bạn thật sự hiểu chân tướng sự thật thì bạn nhất định sẽ không nói như vậy các ngài biết nếu như đối với thần hộ pháp những người ngu si này phỉ bán ngài làm nhục ngài Tổn thương Ngài Phá hoại hình ảnh của Ngài Làm hại Ngài Ngài đều không trách Nếu như các Ngài chê trách Thì các Ngài là phạm phu rồi Kiến thức bình thường giống như hầu hết người phạm rồi Các Ngài có trí huệ Đều là Bồ Tát thị hiện mà Thị hiện thân thiên vương trên bản kinh nói rất nhiều có rất nhiều phật bồ tát thị hiện thân quỷ thần ở trong cõi quỷ trong cõi địa ngục độ chúng sanh chúng sanh càng khổ não thì phật bồ tát đối với họ càng từ bi càng phải giúp đỡ họ hơn rất có tâm nhẫn nại đợi họ quay đầu đợi họ giác ngộ khi họ chưa có quay đầu chưa có giác ngộ thì tạo đủ thứ tăng thượng duyên cho họ để dẫn dụ họ để dẫn dắt họ bất luận là trực tiếp hay là gián tiếp là rõ ràng hay là âm thầm mới thấy được lòng từ bi chân thật gọi là tâm đại từ bi cho nên ý nghĩa của hai lần khen ngợi này là rất sâu ngô kim vị nhữ phật nói hôm nay ta dị các ông nói gì các ông Cập vị lai hiện tại thiên nhân chúng đẳng quản lợi ích cố hôm nay các ông thưa hỏi các ông đến hỏi thì ta nói cho các ông biết Đồng thời cũng vì đại chúng thiên nhân Hiện tại và dị lai Đại chúng thiên nhân dị lai Hiện tại là hàm chứa tận hư không khắp Pháp giới Chúng sanh lục đạo trong tất cả mọi cõi nước chư Phật Đều bao gồm ở trong đó Không chỉ là thế giới ta bà quản lợi ích cố nghĩa là lợi ích rộng lớn đây là không phải lợi ích nhỏ là đại lợi ích thuyết địa tạng bồ tát ư ta bà thế giới diêm phù đề nội sanh tử đạo trung từ ai cứu bạc độ thoát nhất thiết tội khổ chúng sanh phương tiện chi sự các ông hỏi thì ta nói cho các ông biết chứ nói thì làm gì có thể nói hết được không thể nói hết chuyện bồ tát địa tạng độ chúng sanh không thể nói hết được phật nói cũng là chỉ nêu ra mấy chuyện đơn giản để nói hy vọng chúng ta từ trong những chuyện này tư duy thật kỹ sau đó có thể thể hội được nguyện lực độ chúng sanh của bồ tát phương tiện thiện, thiện xảo độ chúng sanh của bồ tát thật sự không thể nghĩ bà bạn nghĩ càng nhiều càng rõ ràng càng thấu triệt thì tâm cung kính của bạn đối với bồ tát càng tăng trưởng tâm nguyện noi theo bồ tát càng chân thật bạn không hiểu thì lòng tôn kính của bạn làm sao có thể sanh khởi được là không thể rồi Chỉ có thật sự nhận thức được Ngài Thật sự hiểu Ngài Thì cái tâm cung kính đó là được sanh ra từ trong nội tâm Phàm Phu không thể làm được Phàm Phu nói lời thành thật Đứng trước một người Ngay cả bề ngoài còn thấy không rõ ràng Họ làm sao có thể hiểu được Phàm Phu thì mắt thường Mắt thường thì rất kém cỏi rồi bồ tát có thiên nhãn thế thì cao minh hơn chúng ta rất nhiều người có thiên nhãn có thể nhìn thấy được khởi tâm động niệm phàm phu khởi tâm động niệm chúng ta không thể nhìn thấy được rồi giống như những gì có quyền lực thị hiện này thì thù thắng hơn các ngài có đầy đủ ngũ nhãn thập nhãn đều có đủ các ngài có huệ nhãn, có trí nhãn. Nhìn thấy rõ ràng, thấy được minh bạch. Cho nên tâm cung kính chân thành, liền tự nhiên nảy sinh. Chúng ta học Phật, khế nhập cảnh giới này, người thế gian xem thường, cho rằng chẳng có gì là lạ ta không nên so đo với họ ai tôn trọng bạn vậy chư phật như lai bồ tát những vị thiện thần này các ngài cung kính bạn các ngài biết rõ chân thật bạn có thiện tâm thì cũng không cần đi tuyên dương khắp nơi là tâm của tôi chân như thế nào thiện như thế nào bạn nói như vậy thì người ta nghe thấy đều là giả ai tin bạn chứ ai biết bạn có chủ tâm gì phật bồ tát biết thiên long ngụy thần biết người thế gian không biết làm nhục bạn phỉ bán bạn là bình thường không có gì là lạ vì họ là phàm phu mà trên kinh nói họ là người đáng thương làm sao bạn có thể đi so đo với họ chứ bạn so đo với họ thì bạn không có từ bi rồi cho nên chúng ta hiểu được đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật thì mình cần phải chăm chỉ cố gắng thật thà tu học người thế gian khen ngợi bạn cũng tốt phỉ bán cũng tốt đều là giả đều không phải là thật họ khen ngợi bạn họ không có nhìn thấy đức năng chân thật ở trong nội tâm bạn. Nên lời khen ngợi đó không đáng tin, họ phỉ bán bạn, họ cũng không có nhìn thấy sự tạo tác trong nội tâm của bạn. Nên lời phỉ bán đó cũng là giả rồi. Chư Phật Như Lai khen ngợi, đó là thật. Lời khen ngợi đó không giả dối. Giống như thế tôn ở trên bổn kinh khen ngợi bồ tát địa tạng đó là thật không giả chút nào việc ngài làm là lợi ích rộng lớn bồ tát địa tạng ở trong cõi diêm phù đề của thế giới ta bà đặc biệt là chỉ khu vực này của chúng ta lấy đây làm điển hình ngài ở khu vực này Sanh tử đạo trung Sanh tử đạo chính là lục đạo luân hồi Ở trong lục đạo luân hồi của thế giới ta bà Tâm Ngài dùng là tâm gì? Việc Ngài làm là những việc gì? Từ ai cứu bạn? Từ là Đại Từ Bi Đây là nói tâm của Ngài Từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng Sanh khởi tâm đại từ bi Đại từ bi này gọi là từ bi thanh tịnh Từ bi bình đẳng Cứu bạc là sự nghiệp của Ngài Ngài ở đây làm những việc gì vậy? Ngài đang làm sự nghiệp cứu tế Chúng ta ngày nay nói là sự nghiệp từ thiện phúc lợi Ngài làm việc này Bạc là trừ bỏ tai nạn của tất cả chúng sanh Trừ bỏ đau khổ của tất cả chúng sanh Tâm từ bi là động lực bồ tát dấn thân vào công việc này không có thù lao người thế gian làm việc không vì danh thì cũng vì lợi không cần thù lao không vì lợi cũng không có người nào khen ngợi ngài cũng không có người nào khen thưởng ngài không cần danh phật khen ngợi ngài tại cung trời đau lợi ngoài phật ra có ai khen ngợi ngài đâu tại vì sao không có ai khen ngợi gì? vì tâm của ngài, hạnh của ngài không có ai biết. chư phật như lai biết, chư phật như lai tôn kính, khen ngợi, khen ngợi sự phát tâm của ngài, khen ngợi sự nghiệp của ngài, độ thoát nhất thiết tội khổ chúng sanh phương tiện chi sự. Đây là nêu ra mấy thí dụ để nói. Ngài làm những việc cứu bạc chúng sanh như thế nào? Hai chữ độ thoát này, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó. Nhà Phật thường nói độ chúng sanh. Người hiện nay rất mơ hồ về chữ độ này. Sao gọi là độ? Dùng cách nói hiện nay để nói là giúp đỡ tất cả chúng sanh quan tâm chúng sanh yêu thương bảo hộ chúng sanh hết lòng hết sức giúp đỡ họ xua tan khó khăn cho họ tất cả chúng sanh chịu tội chịu khổ này đây là thọ báo quả báo từ đâu mà có vậy phải trừ bỏ nhân cái gì phải biết trên quả thì vô phương rồi phải bắt tay làm từ trên nhân tội khổ đều là do nhân ác tạo thành nếu muốn thoát ra khỏi tội khổ thì nhất định phải tu nhân thiện tâm hạnh thiện rồi thì ác đạo tự nhiên liền biến mất Bồ Tát độ chúng sanh Vẫn là dùng dạy học Chúng sanh nghe xong giác ngộ Chịu tiếp nhận, chịu quay đầu Thì họ từ lục đạo bước ra rồi Nếu họ nghe xong sanh nghi ngờ Không chịu tiếp nhận Cho rằng lời nói này không đáng tin cậy Chưa chắc là thật Thế thì vẫn cứ tiếp tục chịu khổ vậy Đến ngày nào tiếp nhận rồi Đến ngày nào hiểu rõ rồi Họ mới có thể thật sự thoát khổ cho nên Bồ Tát địa tạng giống như Phật Đà vậy, là dấn thân vào công nghiệp dạy học, thiện nguyện cho xã hội. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này A Di Đà Phật.